7 mana canh kỳ lạ và đáng sợ bậc nhất trên thế giới mà bạn không tin là chúng tồn tại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Đã bao giờ các bạn được tận tay sờ vào những con mana canh hay chưa? Cảm nhận của các bạn như thế nào thì nhớ comment chia sẻ xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Và các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, mana canh là một dạng mô hình búp bê có kích thước như người thật, dùng để thay thế cho những người mẫu giới thiệu các sản phẩm thời trang và giúp các cửa hàng nhãn hiệu tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng cáo mà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, ẩn chứa sau đó có rất nhiều những bí ẩn đáng sợ và những câu chuyện ly kỳ liên quan đến những em mana canh khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình và kinh hãi. Vậy thì đó là những con mana canh như thế nào? Ẩn chứa đằng sau đó có những bí mật gì đáng sợ đây? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá ngay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng đến với mana canh là xác ướp cô dâu. Các bạn thân mến, ở Chihuahua, Mexico có một tiệm áo cưới vô cùng nổi tiếng, không chỉ bởi những bộ áo cưới lộng lẫy, kiểu dáng thời thượng đẹp mắt, mà còn bởi nàng thơ La Pascualita, một cô nàng mana canh xinh đẹp, duyên dáng với ánh mắt to tròn có hồn. Mái tóc mềm mại, nụ cười mỉm dịu dàng, sống động như thật. Và rồi, những câu chuyện ly kỳ về nguồn gốc của mana canh quyến rũ cũng đầy ma mị ra đời. Có người cho rằng mana canh và bà chủ có nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt. Thậm chí, có nhiều lời đồn rằng mana canh La Pascualita chính là con gái Cara của bà chủ. Vì cách đó không lâu, Cara xấu số đã qua đời do bị loài nhện quá phụ đen cắn chết trước thềm đám cưới. Và nói cho bạn nào chưa biết thì đây là một loài nhện độc khủng khiếp, đến chồng nó còn giết và ăn thịt nữa là người. Bởi thế mà chồng chết rồi nên nó mới thành quá phụ, và cái tên của loài nhện này có nguồn gốc như thế đấy. Và theo nhiều người suy đoán thì rất có thể bà chủ tiệm Pascola đã quá đau buồn trước cái chết của cô con gái yêu mến nên đã thuê người ướp xác cô gái, mặc cho cô chiếc váy cưới trắng tinh khôi và đặt trước cửa hàng để ngày ngày cô được ngắm nhìn mọi người xung quanh. Nghe thì vô lý nhưng mà lại rất thuyết phục đấy chứ. Nhưng mà những lời đồn đoán đâu chỉ có thế, người ta còn truyền tai nhau rằng mỗi khi mà đêm buông xuống, con mana canh sẽ tự di chuyển và thay đổi chỗ đứng. Chưa kể, chính nhân viên tại tiệm áo cưới đã chia sẻ rằng có lần tôi cùng một nhân viên khác được phân công làm thêm giờ. Lúc chị Maria vào phòng vệ sinh, chỉ còn tôi ở bên ngoài. Tôi ngồi xoay lưng về phía La Pascualita và cảm thấy ai đó nhìn mình. Và khi tôi quay lại thì nhìn thấy La Pascualita đang chớp mắt. Thậm chí câu chuyện về mana canh bí ẩn này cũng thu hút không ít các nhà khoa học đến tìm hiểu và nghiên cứu. Yolanda Robo, một nhà khoa học đến từ Mỹ cho biết, tôi đã xem móng tay và tóc của mana canh và thật khó tin, da của mana canh giống hệt như da thật, thậm chí ngón tay còn có đủ cả vân tay nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra, nếu mana canh này thực sự là một xác chết thì người ta đã dùng phương pháp bảo quản như thế nào để cơ thể được hoàn hảo như vậy? Hay phải chăng đây chỉ là một hình nộm có chứa linh hồn của người đã khuất? Và bất kể là lý do gì thì La Pascualita đã và đang trở thành một huyền thoại trong suốt 8 thập kỷ, thu hút không ít các khách thập phương tới đây tham quan. Và có bạn nào sẵn sàng qua Mexico để khám phá về cô dâu mana canh bí ẩn này không nào? Comment đi luôn sợ gì để xác nhận ngay nha! Và tiếp theo là một ý tưởng vô cùng độc đáo nhưng cực kỳ dị đối với những ai gấu chưa có mà gió đông đã về đấy. Hãy cùng khám phá phần tiếp theo nhé! Thứ hai, chồng và con làm mana canh. Các bạn ạ, trong cái thời buổi dịch bệnh khó khăn, kinh tế trình trệ, chắc mấy đứa có gấu ngoài cái mệt ra còn được cái tốn tiền nhờ. Chứ đâu phải ai cũng được ế khỏe, ế đẹp, ế văn minh và vui vẻ, hạnh phúc như thường. Ấy thế mà nhiều bạn vẫn cứ gặp phải cái tình cảnh thầy u rồi thì cô dì chú bác họ hàng nội hàng ngoại, rồi thì đến hàng xóm láng giềng có ai chịu hiểu cho đâu, lại cứ hỏi bao giờ lấy chồng, khi nào lấy vợ. Nên là Tết sắp dí đến bông rồi, ai mà chưa có gấu ra mắt về nhà thì thôi, có thể tham khảo cái phương pháp đỉnh của chóp này nha. Và đó chính là trường hợp của cô Sujani, một giám đốc nghệ thuật của tập đoàn giải trí Stars ở Eagle Wolf, bang Colorado của Mỹ. Nên là ngoài cái xinh đẹp lắm tiền thì còn được cái ế, nên suốt ngày cô bị mẹ ca cẩm, bao giờ lấy chồng hay là khi nào thì kết hôn. Và không phụ lòng mong mỏi của người mẹ, Sujani đã quyết định vào một cửa hàng thanh lý để mua hai con mana canh về làm gia đình và đặt tên cho chồng là Chauncey, còn cô con gái là Mary Margaret. Cứ thế, suốt 14 năm qua, cô luôn sống rất vui vẻ và mãn nguyện với gia đình kỳ quặc của mình. Thậm chí, cô còn đưa gia đình nhỏ vi vu khắp thế giới và chụp những bức ảnh chân dung thật hạnh phúc để thực hiện dự án nghệ thuật mang tên Cuộc sống du cư. Và Sujani chia sẻ, bây giờ là thế kỷ 21 và tôi có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tổ chức đám cưới với mana canh Chauncey và mời bạn bè, người thân tổ chức tiệc tùng và ban nhạc sống như một lễ cưới bình thường. Ôi dồi ôi, con lạy mẹ, cưới được cái kiểu này thì kinh rồi. Và các bạn nghĩ sao về gia đình hạnh phúc kiểu như thế này? Nhớ comment cảm nghĩ xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Kế tiếp là một mana canh có 102 trên thế giới luôn. Vị trí thứ 3, mana canh bánh cưới.
Các bạn ạ, xét về mức độ ăn chơi và sang chảnh bậc nhất trên thế giới thì Dubai thứ hai không có ai là chủ nhật nha. Từ việc mua bán vàng theo cân đến những món ăn rát vàng kim cương siêu xe xa xỉ hay những tòa nhà cao chọc trời thì những chiếc bánh cưới cũng phải lọt top đắt nhất trên thế giới mới chịu cơ. Và điển hình chính là chiếc bánh triệu đô có hình dạng một cô dâu trong trang phục truyền thống của người Hồi giáo, được thiết kế bởi nghệ nhân xa xỉ bậc nhất trên thế giới, Darby Wingham. Và như các bạn có thể thấy, cô dâu này trông không khác gì một con mannequin với chiều cao siêu chuẩn 1m82, đầu trùm khăn trắng, khoác trên mình bộ váy cưới đuôi cá trễ vai, được điểm xuyết hàng trăm viên kim cương và ngọc trai các loại. Được biết, để làm ra siêu phẩm này, nghệ nhân Darby Wingham đã phải tỉ mẩn thực hiện trong 10 ngày liên tục, sử dụng đến 1.000 quả trứng và 20kg sô-cô-la thượng hạng. Đặc biệt, mọi chi tiết trên bánh, dù là từng bông hoa hay những viên ngọc nhỏ nhất, đều được làm thủ công một cách hết sức tỉ mỉ và phần lớn chiếc bánh đều có thể ăn được mọi người nha. Trông thì sang xịn mịn thế này cơ mà chắc ăn phải ngon lắm. Nhưng mà nghĩ đến cái cảnh cắt bánh xong chia nhau mỗi người một ít, người thì ăn cái đầu, người thì ăn cái tay, rồi thì người thì ăn chân, ăn các thứ ều, giận hết cả người luôn. Còn các bạn thì sao? Các bạn có dám ăn cái con bánh mannequin này hay không? Thì nhớ comment cái chi tiết các bạn sẽ định thưởng thức nó xuống phần bình luận cho mình biết nha. Nhưng mà thế vẫn chưa là gì so với địa điểm đầy ám cảnh phủ đầy mannequin tiếp theo sau đây đâu. Thứ tư, nghĩa địa mannequin độc nhất trên thế giới. Nhìn những hình ảnh khiếp đảm này, liệu có ai có thể tưởng tượng đây từng là một công viên giải trí nổi tiếng bậc nhất ở vùng Tây Bắc Âu? Và được biết, sau khi bị đóng cửa kể từ năm 2012, công viên này gần như bỏ hoang và bỗng chốc trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của hàng chục mannequin cũ nát. Có con còn được sản xuất từ năm 1960 cơ. Và theo thời gian, các mannequin gần như không còn nguyên vẹn. Con thì hỏng mặt, con thì mất đầu, con thì cụt tay, mất chân, nằm trơ trọi trên những nền đất với cỏ dại mọc tùm khắp nơi, khiến cho khung cảnh ngày càng trở nên ghê rợn. Và chưa kể, sau nhiều năm bỏ hoang thì đã có hàng chục, hàng trăm câu chuyện hư cấu được thêu dệt, khiến cho nhiều người không khỏi ám ảnh, sợ hãi và không muốn ghé thăm dù chỉ một lần. Vậy thì có bạn nào dám mạnh dạn đến đây chơi hay không? Thì nhớ comment điểm danh xác nhận ngay xuống phần bình luận nhé! Và kế tiếp theo là một thế lực vô cùng ma mị và đáng sợ, khuyến cáo là các bạn không nên xem vào buổi tối đấy nha! Thứ 5. Mannequin quỷ ám. Các bạn thân mến, tưởng chừng những con mannequin có thể di chuyển rồi thì hù dọa con người chỉ có ở trên phim ảnh. Ấy thế mà ngoài đời thực cũng có luôn đấy, thậm chí là còn ghê rợn và đáng sợ hơn trên phim gấp nhiều lần luôn. Cụ thể là tại Mỹ, có một ngôi nhà hoang bí hiểm có tên là John Lawson đã được xây dựng từ năm 1845 gần nhà ga xe lửa New Hamburg của New York. Và điều kỳ lạ là bên trong không có người sinh sống, chỉ có những con mannequin ăn mặc như người phụ nữ của thế kỷ trước. Hàng ngày vẫn ngồi bên mái hiên, tay cầm sách, ngồi cạnh những tách trà, khăn trải bàn và lồng chim. Chúng có thể tự di chuyển, thay đổi trang phục và tư thế ngồi. Nhưng tất cả chúng sẽ biến mất ở hiên nhà khi trời mưa và xuất hiện trở lại khi trời trở nên khô ráo. Vì diệu chưa? Và nhiều người nói rằng sự xuất hiện bí ẩn của những con búp bê nằm ở lịch sử của ngôi nhà. Đầu tiên là vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra vào mùa đông năm 1871 khi một con tàu chở hàng đi về phía nam qua cây cầu sắt gần ngôi nhà John Lawson thì bỗng dưng bị chật bánh và lao thẳng xuống dòng sông băng, cướp đi sinh mạng của 22 hành khách xấu số. Kể từ đó, những con mannequin luôn ngồi phía trước hiên nhà và hướng mặt về nơi xảy ra thảm kịch như muốn cố gắng gửi đi thông điệp và điều bí ẩn gì đó. Và sau 6 năm, vào ngày 3 tháng 5 năm 1877, thảm kịch tiếp theo lại diễn ra. Một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi đi 7 tòa nhà, nhưng John Lawson đã may mắn nằm trong số ít những ngôi nhà còn sót lại của khu phố. Và kể từ đó, người ta cho rằng những con búp bê này là linh hồn của những người chết trong các thảm kịch. Nên vào ban đêm, hiếm ai có thể dám đến ngôi nhà vì thi thoảng sẽ bắt gặp các bóng dáng các em mannequin thất thoáng bên trong ngôi nhà. Và cho đến nay thì vẫn chưa có một ai có thể giải thích nguyên nhân vì sao những con mannequin này lại xuất hiện và sinh hoạt được trong ngôi nhà bỏ hoang này luôn. Ôi, chuyện tâm linh không thể đùa được đâu các bạn ạ. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với một nơi cũng kinh dị không kém đâu nha. Thứ 6. Mannequin trên những cánh đồng Nhật Bản. Các bạn thân mến, có thể những cánh đồng lúa thơm mộng, thẳng cánh cò bay đã quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của những cô cậu học trò nông thôn. Nhưng đối với những bạn sinh ra và lớn lên ở thành phố thì lại khác. Và nếu các bạn đang tưởng tượng những cánh đồng lúa sẽ rất thơ mộng và bình yên như thế này hay là như thế này thì xin chia buồn với các bạn. Vì hình ảnh thực tế nó phũ phàng hơn rất nhiều. Và được biết, thay vì những bù nhìn rơm hay là gỗ như thời xưa thì phiên bản mới nhất của bù nhìn ở Nhật Bản chính là Kakashi, hay đúng hơn là những chiếc đầu mannequin cũ được những người nông dân xin lại từ những tiệm tóc và những quán phế liệu. Những chiếc đầu có kích thước, hình dạng như thật được xiên que và cắm trên đồng lúa.
Thậm chí, nhiều người còn cho chúng đội mũ và mặc áo để các loại chim chóc và quạ phá hoại mùa màng sẽ tưởng là người thật và không dám đến gần. Tuy nhiên thì hầu hết người dân đều đồng ý với nhau rằng những cái con kakachi này quá là đáng sợ, đặc biệt là vào ban đêm luôn. Và ghê rợn hơn cả những chiếc đầu mannequin đang dần bị mốc hay phai màu theo thời gian. Và sự xuất hiện của chúng giữa cánh đồng không mông quạnh như những xác chết khiến ai nấy cũng phải hoảng sợ, chứ đừng nói là chim chóc hay là muông thú. Nhưng mà công nhận là người Nhật cũng sáng tạo ra phết đấy chứ. Và ở đây có bạn nào đang sinh sống ở Nhật mà tận mắt chiêm ngưỡng được những cánh đồng kinh dị này hay chưa? Thì review xương xương xuống phần bình luận cho mọi người cùng biết nha. Và tiếp theo là những hình ảnh cũng kinh dị khủng khiếp hoảng hốt luôn. Thứ 7, hàng rào mannequin. Nếu đang đi trên đường mà bắt gặp những hàng rào có 102 này thì các bạn sẽ làm gì? Hey, chạy té khói chứ còn làm gì nữa. Những bàn tay lấp ló đằng sau tàu lá chuối mà các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là những hàng rào mannequin made in Việt Nam luôn. Trông thì có vẻ hơi kinh dị nhưng được cái giá thành rẻ và công dụng chống trộm thì vô cùng hiệu quả luôn. Đảm bảo ban đêm mà có thằng trộm nào xí xớn ghé thăm, vừa vượt qua hàng rào đã gặp ngay quả bàn tay trắng ớn, lạnh toát thì đúng là hết hồn chim én. Có khi còn chết ngất bất tỉnh nhân sự tại chỗ luôn ấy chứ. Bạn nào mà chưa có ý tưởng gì để làm hàng rào chống trộm thì tham khảo ngay cái ý tưởng này nhá. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá về 7 mannequin kinh dị và đáng sợ bậc nhất trên thế giới mà bạn không tin là chúng tồn tại. Bạn cảm thấy mannequin nào gây cho các bạn nhiều ám ảnh nhất thì đừng quên comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.